Sạch đấy, anh em cứ đánh như thế thôi. Em ơi, cố gắng cào nước ra chỗ này này, cho để cho bạn ấy đỡ phải tưới nhiều ấy. Cào nước ra cái chỗ này nữa này. Đấy. Cào nước ra để nó chảy ra đây được phí, mình không đánh bên đấy. Đấy, cào nước sang mè cho nó ướt lên bên này. Còn cái chỗ kia là mình cào, một cậu cào kỹ cũng được. Kia cậu cào kỹ rồi. Nha, thì em cũng san san ra nhé. Đấy, nếu mà hết nước rửa bát thì cho nước rửa bát thôi. Đúng rồi, em trà đều đều ra nhé. Không ý bảo bạn này, em cứ trà trà lần lượt cho anh là được. Còn anh em trà máy cứ trà lần lượt thôi.